quý thính giả đến với kênh nghe chuyện hay. Quỳnh Sao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh nghe chuyện hay để cùng chia sẻ tới quý thính giả những chuyện ngắn hay và ý nghĩa trong cuộc sống để có những phút thư giãn thoải mái. Quý thính giả thân mến, trong khung giờ đọc truyện hôm nay, Quỳnh Sao mời quý thính giả cùng nghe một chuyện ngắn hay của nhà văn Nguyên Hồng. Chuyện ngắn Tết của tù đàn bà Quý thính giả hãy cùng chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện ngắn nhé. Và nếu nghe chuyện trên kênh lần đầu, quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký, bật chuông nhận thông báo. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Hai bảy tháng chạp, mưa phùn tạnh từ hôm kia, nhưng gió rét càng thổi mạnh. Da thịt người bút nhức vì khi lạnh con nhỏ của tù đàn bà khóc suốt đêm. Chúng không chịu được rét, dù được ôm ấp trong lòng mẹ. Chúng khát sữa nữa, sữa mẹ chúng như cạn hết rồi. Sáng sớm trong sân trại giam, những mảng rêu mạng khắp chân tường còn long lanh xương. Một bức tường dưới tròm canh vẫn giữ những mảng nước mong manh Nắng non mới dãi vàng trên bài tròn xoan phấp với những mảnh chai thủy tinh lấp lánh trên bức tường ngoài cùng. Bốn người đàn bà rách dưới, nối tiếp nhau thẳng một hàng, trườn người xa, đẩy những bao gai cuộn tròn để dồn nước rãnh vào cái cống. Thỉnh thoảng gió lật tung váy, bày ra những bắp đùi trắng từ bụng chân trở nên vấy bùn rác. Các chị vẫn chúi mũi làm, làm như máy, có khi húc đầu vào người chồng mông đùn bao ở đằng trước. Người bị húc hất đít lên, xô đẩy người trên, tất cả ngã chúi đi. Hai chị cai tù đứng ốp và mấy mụ tù nhà giàu phá lên cười, nhịp cười vang vang trong không khí lạnh sợ. Thành phố thi hành chính sách tiết kiệm, trừ nước uống là nước máy, còn giặt rũ và rửa giấy bằng nước giếng ở sân trại ngoài. Tù đàn ông chỉ khiêng nước đến cổng, đàn bà phải ra chuyển vào mà rửa giấy. Bốn thùng nước to chưa kịp đặt xuống đất, họ đã ùa đến. Nào gáo, bơ, nón, tranh nhau sụp vào. Lắm người bế con thơ không che được. Phải chờ tất cả múc xong, mới té chỗ nước cạn ra vò tã và quần áo bẩn thứ nước này như bẩn không thứ nào bằng. Tội nhân gọi là nước rau hay nước mũi. Quanh năm vẩn đục, nhớt như lá mùng tơi vò. Và những tháng năm tháng sáu gần cạn, nước đổi sang màu gạch cua nồng nặc hơi bùn. Bốn thùng nước chuyên vào lần thứ hai, nhưng tù đàn bà vẫn tranh nhau giặt rũ. Giám thị chờ lâu gắt ầm lên, cai chạy mượn thể càng quát tháo chỉ còn ít phút nữa cửa trại đóng nền nhà và các rãnh lênh láng nước người quét không kịp đổi tay trội và ngẩng đầu nhìn mùi hôi hám bốc lên trong bóng tối càng nặng nề càng như nạo ruột người quét choáng váng mặt nhợt nhạt nửa giờ sau tội nhân phải dồn ra sân những con người sách dưới còm cõi ấy ngồi run run trong hơi ấm của nắng đông. trẻ con bớt khóc, mẹ chúng có thời giờ đủ phá quần áo. vài cụ già vạch yếm bắt giận, vừa thì thầm kể lể những chuyện xưa kia, hay thuận cho nhau nghe những cái nhỏ mọn nhất, dễ được nhất, như có vài bộ quần áo nâu dài, một vài đồng bạc làm bốn chợ bốn lần hồi, một chuồng lợn nhỏ vài ba con, một ổ gà bắn đẻ. cai chạy và tù nhà giàu ngồi riêng biệt họ xõa tóc ra cho bọn con gái nhổ tóc sâu tuốt trứng và cháy mùi trầu cau đậm đà ở miệng họ nhai rất ngon lành và ra làm nhiều kẻ phải nuốt nước miếng hôm nay là 27 tháng chạp những tù đàn bà hiền lành kia vẫn yên lặng như mọi ngày trong mấy tường đầy mảnh chai và thủy tinh ban chiều tiếng pháo thưa thớt ở đâu đây vẳng lên nhưng mơ hồ quá họ có nghe thấy không Hai tám tháng chạp tránh xếp người tây quăng mạnh chùm chìa khóa xuống đất hớt hàm nhìn cánh cửa sắt quét sơn màu cho anh long toang vội vàng đóng khóa lại và yên lặng chờ mệnh lệnh những khi cử chỉ giận dữ như thế viên quản ngục thế nào cũng làm tội nhân hết hồn cũng nên thuật qua để bạn đọc biết chút ít về lão xếp này. Y nổi tiếng là quái ác và tinh ngoan. Người hắn lùn, chân ngắn, đi lạch bạch như vịt. Nhưng lúc có việc quan trọng, hắn lanh lẹn khác thường. Thoáng chỗ này, thoáng chỗ khác, hắn mà ốp việc thì không một tội nhân nào có thể lờ vờ. Người ta đặt cho hắn cái biệt danh một mẫu trước một mẫu là giám thị ở hòa lò hà nội nay hắn được đổi về nam định giữ chức tránh xếp. được tin hắn đổi về tất cả các trại dự bị một cuộc tranh đấu như tuyệt thực không đi làm để giữ lấy quyền lợi không cần phải nghe nhiều các bạn đã rõ những sự bóc lột và hành hạ của cai tù được các giám thị sung túng nhờ đó mà chúng sống ung dung trong lao và có thể nuôi vợ con ở bên ngoài một cách sung túc. Chỉ bằng tiền của những tội nhân giàu có, những kẻ thân cô thế cô, yếu đuối và nhút nhát. Chỉ bằng những quần áo lành lặn, sạch sẽ mà người ta đã phải nuốt nước mắt nhìn chúng lột trần. Chỉ bằng những công việc may vá, đan vẽ, thêu của các người thợ khéo, bị tù muốn tránh những việc quét tước khuôn vác như bẩn và nặng nề. Dạo ấy, trong lao Nam Định có một buồng để giam những tội nhân bị kết án từ 5 năm đến 10 năm khổ sai. Toàn những kẻ trộm cướp, giết người đốt nhà. Tụi hung bạo, liều lĩnh, họ không kiêng đề giám thị và quản ngục. Muốn tránh những sự lôi thôi phá phách, giám thị và quản ngục ta làm ngơ đi. Chúng có ở mãi đâu, chỉ vài ba tháng rồi hoặc bị phát vãng hoặc giải lên Hà Nội chờ phiên tòa thượng thẩm. Tụi cai chạy ăn cánh với tụi tù nặng năm này, bóc lột và bán chát được vật gì thì chia đôi. Các công việc đều chút lên đầu những tội nhân hiền lành, đần độn, không thân thích, trông nom, không có vật gì đáng giá để thay người. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mới nhập chức một màu dò hỏi ngay lính gác về tâm tính của tội nhân ở đề lao này. Rồi được biết từ trước đến giờ, các tránh xếp khác vẫn nhân nhượng, mặc cho bọn giáng thị ta xử sự, đến nỗi để gây nên một số cai trại cầm đầu đề lao. Một màu bèn sắp đặt chiến lược. Hắn quyết trừ tiền cái nạn tù bóc lột tù, mua bán các thức ăn, quần áo, thuốc phiện, rượu, mà bọn tù anh chị được đặc quyền hưởng. Hai hôm đầu, tội nhân cỏ về đi làm về không bị khám xét, tha hồ mang bánh trái, thức ăn và thuốc hút. Đến giờ phát cơm, một màu thân đứng trông coi. Quần áo chăn chiếu cũ sách, hắn thải cả loạt, phát toàn đồ mới. Đêm hắn không đi xô nè, tội nhân chuyện trò phè phỡn tới sáng. Chiều hôm thứ ba, khi tù cỏ về đi làm hết, chỉ còn tù vị thành án nạn nằm ở nhà. Một màu xin thêm bên trại khố xanh một toán 50 người lính. Hắn cắt 20 người đứng trực ở một góc sân. Những lính còn lại đi kèm hắn. Đồng thời lính gác lên các tròi canh và vây quanh để lao. Dự bị đã chu đáo. Hắn truyền cho giám thị dồn tù vị thành án và tù nặng năm vào hai sân không ngờ có cuộc đàn áp tội nhân ở buồng nguy hiểm thản nhiên kéo nhau ra người cuối cùng vào xong hai mươi người lính ở một góc sân đã đổ xô ra chia đều đứng bốn góc súng nạp đạn và cắm lưỡi lê chĩa đều một loạt một mẫu và ba mươi người lính tuồn ngay vào giám thị ta truyền tất cả phải cởi chuồng quần áo vứt làm một đống rồi đứng hai hàng Bọn tù nặng năm choáng váng Dăm sắp theo lệnh Anh nào nhốn nháo hay chậm chạp Bị một màu quất ít là hàng trăm chiếc roi bằng cao su Đầu cuốn dây thép và có móc sắt Chúng lần lượt trồng mông, dạng háng, lẻ lưỡi Rũ tóc cho một màu khám Lỗ mũi, lỗ tai, kẽ chân Đầu một mẩu cũng móc vào Đoạn hắn bắt tất cả ngồi xuống Và cấm không được ai nhúc nhích hắn và ba giám thị ta lục soát quần áo. Ai dám bảo tội nhân nghèo, nếu thấy lưng thùng sát tây đựng xu hào. Ai dám bảo tội nhân đói khát trước một thùng đầy bánh kẹo, thuốc lào, thuốc lá và thuốc phiện. Ai dám bảo tội nhân rét mướt bên một đống cao ngất quần áo toàn bằng vành lụa đắt tiền. Tù cỏ về đã đi làm về, một màu bắt hãy xếp hàng ở sân ngoài và truyền tất cả lính đi coi phục lực với tốt lính hộ vệ. Hắn dẫn ngót 400 tội nhân nguy hiểm kia vào cùm. buồng nhì lúc đó cũng bị một giám thị khám xét xong. Trước cửa buồng trồng chất những bơ, gạo, bát đĩa, củi đóm, chụp đèn, dọc tàu, điếu thuốc lào và rổ giá đựng thức ăn. Rồi một màu khám tù vị thành án rồi đến tù cỏ về. Ta thử tưởng tượng một đống đồ vật nhiều biết chừng nào của hơn 400 tội nhân tha lôi ở ngoài về, từ mảnh tre đến lá đến gói muối. tủ đàn bà xưa nay không bị khám, tha hồ đem quà bán cho tụi đàn ông không được ra ngoài. Giờ thật trần trụi. Những thứ đã loại được, một màu tống cả vào thùng rác, trừ các thứ ăn để cho nhà hủy các cai trại bị khai tên và mấy tù nạn năm bao nghịch bị nhốt vào sàn lim ngay đêm ấy. Và bắt đầu ngay đêm ấy, các giám thị ta phải chia nhau mọi việc trong đền lao. Ngày nay, tuy tiếng cai trị đã mất, nhưng thật ra bọn giám thị vẫn còn cắt một số tù chân tay để phân phát công việc. Do đấy cái nạn bóc lột và hành hạ vẫn còn Nhưng thỉnh thoảng một mẫu lại khám trại vì y vẫn còn được tin có bàn đèn thuốc viện trong đèn lao do tội tù đàn bà đưa vào. Hôm 28 tháng chạp này, một màu chợt nghĩ đến cái nạn cờ bạc, rượu chè và thuốc sái về mấy ngày Tết mọi năm. Bèn cùng hai anh long ton xuống khám trại đàn bà. Một buổi chiều cuối đông lạnh lẽo, mây trời xanh biếc, không khí như có mặt thủy tinh, thở bút mũi gió rét thổi dài, sắc như những lưỡi sao. Các tròn xoan lá ngọn trên bờ tường thỉnh thoảng lại rùng lên, chút xuống sân một ít lá vàng. Nắng chiều hồng nhạt, rác phấn trên những mái ngói xanh mốc, rồi dần tan trong màu tàn hương của chiều tàn. Chạy tối bờ, đèn bật lên rồi mà bóng tối vẫn còn lờn vợn mùi hôi của nền nhà gần sàn và chăn chiếu chẳng đủ, tuy không nồng nạc quá, nhưng đã có khí lạnh tê buốt nạo ruột gan những con người sơ sát kia. Và những tiếng rên xiết của mấy người tù già ốm, nằm cuộn tròn trong mảnh chăn sách mướp, chích những mũi kim sắc nhọn nhất vào các tấm lòng rồi xào tình thương. Trẻ con nhớ nhát nhìn, đứa khóc thét lên, đứa lìm hẳn đi trên những cánh tay còm cõi, run rẩy ánh nắng đã chết hẳn muôn tiếng động của chiều dần chìm vào những cánh xương xóa rộng ở nơi xa hơn 200 tù đàn bà ngồi co do dưới chân tường đẫm rêu chỉ còn là những cái bóng yên lặng từng người một đứng lên đến trước mặt một mẫu chật khăn sang tay cho hai chị cai trại khám người ta thấy nhiều tia mắt sáng loáng chiếu nhìn một mẫu những tia mắt nảy lửa của những người đàn bà phải rũ tung tạ nót rồi đặt con xuống đất, giơ cao hai tay run run lên, chờ hai bàn tay giữ tận của chị cai thọc vào yếm và cạp quần. Hai tám tháng chạp, bọn đàn bà hiền lành không biết tội ác là gì, họ đã bị đẩy ải hàng giờ trước gió lộng, một chiều cuối đông đầy nước mắt. Giao thừa không khí nao nao tràn ngập những sự bùi ngùi thương nhớ. Tháng thiếu, 29 lấy làm 30. Đêm nay là đêm giao thừa trong cái thể giới tối tăm của những tội tù. Dù ngăn cấm và khám xét chặt chẽ, họ cũng cố vượt qua trăm sự ngặt nghèo, đưa vào ít vàng hương hoa quả. Hồn của đất nước, của tất cả những tiểu gia đình trong đại gia đình vũ trụ, ấm áp quá, thân mật quá, lên tiếng gọi đêm nay. Dù chỉ là những con người chất phát ít suy nghĩ, ít tình cảm chăng nữa, nhưng trong những giờ mà mọi người náo nức đón chào xuân mới, mà mọi người mở rộng lòng ra đón lấy bao nhiêu cảm giác mới lạ, thì họ cũng bị sự nghiêm trọng và thiêng liêng của Tết đè nặng lên tâm hồn. Ở trại đàn bà, họ đã sắp sẵn Mấy người nhà giàu và tụi cai trại tốn nhiều công của mới có từng ấy thứ đồ dùng. Họ đã quả quyết nói rằng, lễ giao thừa xong, dù một màu có khám thấy các vật cúng ấy, phạt cùng và nhốt họ vào sàn lim, bắt ăn cơm nhạt hàng tháng, họ cũng cam tâm. Gần 11 giờ, tất cả thôi trò chuyện và bắt đầu im lặng. Ba chiếc mũ óng ánh những miếng kính tròn đặt lên một bệ cao, xếp bằng sổ giá thúng nón và ống bơ trồng chất trên sàn dưới cỗ mũ một đĩa hoa ba đĩa mứt hai đĩa bánh trưng và một đệp vàng giấy bày thẳng một hàng ba đinh vàng ở dưới cùng để cắm hương nến bóng đèn điện đứng long chùi cẩn thận đêm nay ánh sáng vui vẻ chiếu xuống cái bàn thờ kia không còn ai nằm họ ngồi quây quần ở một góc sân vài ba cụ không thể ngồi được lâu phải phục lên lưng người còn khỏe mạnh tiếng ho rất ít và rất khẽ bỗng tiếng pháo san lên tiếng pháo của không biết những nhà nào gần đấy tiếng pháo giòn tan kế tiếp nhau như không biết bao giờ hết trong những vang động dồn dập của chuông trống một tội nhân quần ái dài chấm gót áo the cài khuy khăn vuông ba ga ống mượt lặng lẽ đến bàn thờ chị đánh diêm châm nến và thắp hương mấy người ăn vận gọn ghẽ khép nép đứng một bên lần lượt nhận những nén hương nhà khói thơm ngát bao nhiêu tia mắt sáng loáng chiếu cả vào những ánh nến rung động những miếng kính tròn lấp lánh và những tia khói nhang nhẹ nhàng cuộn lên trần nhà gương mặt mọi người sáng lên và tràn đầy vẻ kính cẩn mắt không dám trông thẳng đầu cúi thấp hơi thở mạnh và nhanh hơn đĩa hoa quả ba cỗ mũ và ba đinh vàng bỗng sáng ngời một thứ hào quang của vàng ngọc tỏa ra chung quanh trong đó có những bóng dáng chập chờn tất cả linh hồn của tù nhân đang cầu khẩn thứ tiếng thầm lặng của lòng người ấy nhịp với thứ tiếng huyền bí của mùi hương thơm ngát bơi trong gió lạnh vi vu rồi tràn lên mênh mông bao nhiêu hình ảnh nổi lên trong tâm trí với bao nhiêu màu sắc bao nhiêu hương vị sao xuyến những ý nghĩ tối tăm hay sôi nổi nhất hay dãy ruộng nhất tạm chết trong giây phút hồn lắng lại để cho màu xanh biếc của tương lai mơ hồ lặng tan xa rồi dần dâng lên một sự êm mát. Bỗng ở một gió tối, một tiếng động nấc lên. Phút chốc bao nhiêu tiếng nức nở ở những góc sàn khác cất theo. Rồi buồn giam sôi lên những tiếng nghẹn ngào rồn rập. Pháo nổ thư dần. Tiếng kẹn canh rè rè buông từ từ, quằn quại trong bóng tối. Ở trại giam bên kia, trẻ con thức giấc từ lâu khóc thét mãi lên những trẻ con ốm yếu của các tù đàn bà vô tội. mùng một Tết, những dài sương đượm khói pháo thơm và hương ngát còn vương vấn trên những nóc trại, những tròi canh. Khác hẳn mọi sáng tấp nập, ồn ào, sáng nay để lao yên lặng như không có một người tù. Cho tới khi mặt trời lên cao. Nắng vàng chảy mênh mang, sương mờ tan trong phấn nắng chập chờn lá cây xanh biếc và mái ngói mốc rêu óng ánh vàng diệp. Nhạc gió rung vang lừng. Cửa tò vò mở rộng ra sân bên, bắt đầu chút ánh sáng vào trại giam sâu thẳm như một cái hang lớn ngập bóng tối. Bằng những ô trống của mấy khoảng thông hơi ở hai đầu trại, nắng mới tuôn vào từng thác. Tám giờ rưỡi mà cửa chính vẫn đóng. Tội nhân dậy từ lâu, họ không đi lại nhộn nhịp ngồi cả trên sàn, nói chuyện khẽ với nhau. Hơn 200 con người ấy lúc nhúc trong một bầu không khí quanh năm chật hẹp và nặng nề. Hôm nay không phải đi làm. Họ sẽ được hưởng những suất thịt lợn, rau cải, cơm oản nhiều hơn, ngon hơn ngày thường chút ít. Chừng một ít kẻ giàu có bị tù vì bị bỏ thuốc viện hay mua nhầm đồ trộm cắp. Còn toàn là những người cùng khổ can án rượu muối lậu Rất ít kẻ ăn cắp và lừa đảo Mà có bị khép những án đó Chỉ là bị khép oan Chu ruộng chủ, chủ đồn điền không bóc lột được chồng Con họ nữa Thì thư họ về những tội ấy Những tội mà họ nhận thấy Chính là của các kẻ ăn sung mặc sướng Bằng mồ hôi nước mắt của họ Suốt một đời Họ là những nạn nhân của những miền quê luôn luôn bị lụt lội hạn hán hay nạn đói rét và dịch bệnh tàn phá thâm tâm họ đã tràn đầy những sự phẫn uất căm hờn đời sống xúc vật và buồn lầy của họ không thể yên lặng mãi được càng ngày miếng ăn manh áo càng rất thiếu trái lại việc làm của họ càng ngày càng tăng thêm 9 giờ cửa trại mở tất cả tội nhân dồn ra sân hôm nay trại chỉ quét qua không phải rửa nước như mọi khi. Chín rưỡi, ở ngoài kia, tù nhà bếp bắt đầu xếp mâm bát. Mười giờ đúng, hai xe cơm thồng lịch kịch, chuyển bánh qua mấy lần cửa sắt, rồi hạ càng trước trại phát cơm. Bữa nay chỉ khác ngày thường một chút là suất thịt lợn to hơn độ hai ngón tay và đèo thêm vài miếng lòng. Suất rau cải luộc thêm vài ba củ, suất cơm oản gạo trắng và bớt sạn bớt nhão. Những chị cai trại và mấy người nhà giàu có thân quyến vào phép, nhiều bánh trái và thức ăn, họ nhường mấy miếng thịt nhà thầu kia cho tụi tù đàn bà con bọn. Bữa ăn không cùng một lúc, bọn nhà quê án rượu, muối lậu và các người già cả cùng khổ ăn trước. Khi cửa trại khóa xong, 11 giờ, tụi tù có địa vị và nhiều vây cánh mới bắt đầu sửa soạn bữa ba chiếc chiếu rộng nhất trải ra giữa trại vì buồm giấy dầu lá chuối dùng làm mâm các món ăn đựng trong bát đũa toàn bằng gáo dừa của tụi tù tôi tớ khi nhàn rỗi đã gọt mài nhẵn bóng không được nóng sốt nhưng cũng gần đủ thức của một bữa cố. nào bóng vây mực gà vịt hầm giò chả, thịt kho. Cơm oản bỏ đi, chúng dùng bánh trưng và cơm nếp nhễ mỡ trên những tầm lá chuối bày bốn góc. Vào tiệc, họ còn chào mời ẩm ý. Khi ăn, họ chọn gắp cho nhau từng miếng, những cử chỉ cảnh vẻ, đài cát. Những lời chúc mừng nhắc mãi không biết chán. Những chuyện nhỏ mọn nhất của gia đình kéo dài hàng giờ trong những nhịp cười giòn tan tụi tôi tớ phục dịch chạy lang sang, đưa đĩa này đĩa nọ cho người ngồi ăn. Vài mụ già ngồi vừa đấm lưng, vừa phỉnh phờ tán tụng và trồng trực sắn bánh, xẻ sôi vào bát. Khi ấy, ở trạm giam bên kia, những người nhà quê đi dạo ngồi xếp bằng trên nền nhà và sàn gỗ. Mấy bà cụ ốm yếu không gượng được thì nằm phục bên các người khỏe mạnh. Tất cả hướng mặt về mẫu ảnh Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá treo trên tường họ thì thầm đọc kinh giọng đọc đều đều không phân biệt âm thầm trong bóng mờ mờ của nhà tù lòng tin tưởng của những con người sống cực nhục tối tăm không còn biết bấu vi vào đâu đầm đìa và trang chứ trong những bản kinh lạy nữ vương tôi ở dưới vực sâu đức mẹ hằng cứu giúp toàn là những người ở miền biển, có tiếng nói vang vang như tiếng đồng. Nhưng giờ đây nghỉ trưa, bắt buộc phải yên lặng, họ không dám đọc to. Và cũng vì họ sợ làm bận tai bọn cai trị khác tôn giáo họ. Để cầu kinh, họ có một thứ giọng riêng, càng kéo dài, càng dên xiết. Tiếng pháo giòn tan mừng xuân, thỉnh thoảng vang lên, và tiếng cười nói hà hê của tụi cai trại và tù dầu càng gian lên, trùm lấp cả những tiếng cầu khẩn, thiết tha và thầm lặng của bọn tù đàn bà. Trưa nay đỡ rét và được bú no, trẻ con ngủ mệt trong lòng mẹ. Nhịp thở đều đặn nho nhỏ của chúng, hòa hợp với giọng đọc kinh của nhiều người mẹ trong lúc này, chỉ còn là những hình thể bất động. Ánh nắng không trói lọi như ban sáng, song sắt của bốn khung cửa tò vò gắn sâu vào trong những mảng trời xanh biếc. Tượng chúa chịu nạn trên tường lờ mờ dưới một thứ ánh sáng lạnh giòn của phan lê. Hai cánh tay dỉ máu sang ra một vệt mực tím loãng dài. Mắt chú lờ đờ dưới vầng trán bọc gai nhọn đẫm thêm bóng tối. Không có nến thắp và hoa dâng nhưng lòng trong sạch của ngót trăm con người kia cũng đủ lửa để bừng sáng đủ hương thơm để soi thấu được ý nghĩ của loài người và nhận định số phận của vạn vật lúc này trên đầu bọn tội nhân đầy đọa kia sẽ nhỏ những giọt nước mắt cản động vì tâm lòng tin tưởng thiết tha một sự thường phạt công bằng nhưng ta đã thấy bao nhiêu xương thịt tan tành thối nát bao nhiêu nước mắt và máu đã lụt ngập tình thành bao nhiêu sinh mệnh đã chết và đương chết trong cảnh đói rét bên một đám người hả hê sung sướng mà có bao giờ tìm ra được những giải quyết ở trời những ngày đầu xuân mồng một tết đến mồng hai mồng ba rồi mồng tư đời của những người đàn bà khốn nạn ấy trong những ngày đầu xuân vẫn tối tăm vẫn yên lặng trong trại giam chật hẹp Hôi hám mưa phùn lại bắt đầu kéo dài gió rét lướt thêm buôn cảnh sát mây trời xám ngắt càng chụp thấp bầu trời đè nén nặng nề quá người ta mong ngóng ánh nắng xuân mau tràn ngập để lọc không khí cho dễ thở và đem đến sự ấm áp cho những da thịt thiếu máu và quần áo chuyện ngắn cái xích cũ của nhà văn nguyên hồng bà phó ngồi thụp xuống chống một tay trườn người vào gầm giường đưa lia cái chổi tới sát vách vài cái rác quét ra trần bà nheo mắt nhìn lại một vật tròn kéo lanh lành trên đất bà nhặt nó lên ghé miệng thổi phù phù rồi cất tiếng gọi ớ thuột ơi cái bánh xe mày đánh mất mày đi tìm mãi đây này Quái con đâu, có thế thôi mà cũng nằm lăn ra khóc hàng mấy tiếng đồng hồ. Con bé gầy còm, tóc nó xõa và rối bù, mặt đen sạm và chu chú đôi mắt trắng rã, chạy sổ đến vừa reo lên. Đâu bà, đâu bà, bà tìm thấy rồi à? Cái thuột vồn lấy mảnh sắt tròn hay còn trong tay bà nó. Nó cười khanh khách, chán mắt mũi chun cản lại. Nó giơ cái bánh xe ấy lên, vừa nhảy vừa reo luôn miệng. Con bé con ngồi trùm trốn trên giường nhớn nhát, nhìn cái thuột và bà nó rồi hòa khóc. Bà phó phải gắt lên. Thuật, mày lại ngồi chơi với em đi, không nó khóc hết hơi bây giờ. Nhưng vẫn không đành tâm thấy hai môi đỏ mọng của con bé ngoác ra, dãy chảy dòng dòng và cặp mắt đầy nhử dàn ruột nước mắt bà phó buông trồi chạy đến với cháu bà bế áp mặt nó vào ngực vỗ nhẹ lưng nó nựng nịu bà thương cháu rồi cha mẹ con cái thuột kia mày chỉ mải chơi để cháu bà phải ngồi một mình và bà phát đôm đốp nhưng chỉ để có tiếng kêu vào đít con thuột đây bà đánh nó đau rồi thôi cháu nín đi tí nữa bà ra hàng bà quế mua bánh tai voi cho con bé gào lên mấy tiếng nữa rồi nín bặt. Bà phó lại đặt nó xuống giường. Cái thuật trèo lên ngồi bên cạnh con bé. Thuật kéo cái áo chùi mảnh sát và để cho thật sạch. Nó nhổ nước bọt rồi lấy áo kỳ đi kỳ lại. Trò chơi chẳng có gì lạ nhưng cũng đủ làm con bé cười sạc sụa. Cái thuật búng tròn mảnh sát lấy cái mũ trắng bẹp rúng chụp lên và mỗi lần như thế thuật gieo òa à một tiếng vào tai đứa bé. Bà cụ phó lại bắt tay vào việc, quét sau nhà bà đem chiếu ra rũ, rát giường ra đập, rồi phơi dựa vào cái hàng rào bằng đứa tép, vây lấy mảnh sân rộng hơn mảnh chiếu trải. Bàn lau chùi đồ đạc, một cái bàn nhang, bốn bài vị, hai chân nến bằng gỗ, một mâm bồng và rất nhiều thứ lắt nhát khác. Vỏ chai rượu, nậm sành, ấm chén, vân vân. Toàn những thứ sứt mẻ, cong cớn, long lở và mọt ruộng cả rồi. Từng chiếc một, bà cụ phó nhấc ra lau chùi xong, bày ngay ngắn đúng vào chỗ cũ. Thu xếp xong trong nhà gọn gàng, bà phó xuống bếp và ra sân quét dọn. Nồi nào vào dế ấy, cho trong những ông đầu rau xúc bớt đi, mấy thanh củi khảng khiu dựa vào vách bên an nước, những viên gạch kê các chậu rửa, chậu giặt xếp lại. Bà không để một tí rơm rác nào vướng víu ở chỗ đó. Đến mảnh sân bà phó nhổ không sót một ngọn cỏ, dù mới lấm tấm mọc. Suốt chân hàng rào, các dây mùng tươi và dây mướp lại bị tỉa đi những chiếc lá chớm vàng. Chợt thấy tiếng chuông nhà thờ rồn rập ngân nga vàng tới. Ba giờ hơn rồi đấy. Bà phó nhủ thầm. Bà nhau mắt nhìn những giọt nắng vàng từ một tròm cao xanh loáng rớt xuống. Bà dựng trổi dễ vào góc sân, đứng dậy. Nhưng chưa cất được bước, bà phó vội níu lấy bờ dậu. Đứng lặng người đi, mắt bà đã nảy đom đóm và đầu óc choáng váng. Giây phút sau bà chập choạng vào nhà, nằm duỗi dài trên chiếu. Con bé lại khóc, tiếng hò leo nheo liên miên hết nhịp này đến nhịp khác. Bà phó mở choàng mắt, thấy con bé nằm chơ trong giữa giường, bà phùng dậy, không kịp vấn tóc, chạy sang. Ơ thuột ơi, ớ ừ thuột ơi, mày không về đây thì chết ngay với tao bây giờ. Không một tiếng thưa, bà phó gân cổ gào lên. Ơ thuột ơi, thuột, mày không về chơi với nó, cho tao còn kín nước tưới rau à. Thuột ơi, mày mà để bà phải ra tìm thì bà cứ chôn sống mày. Tiếng đứa bé khóc đã trở nên rít và sát, luôn luôn réo lên rồi lặng đi, rồi lại réo lên. Nước mắt nước mũi giảm rụa, mặt nó bẩn như bôi hề, nó đáy vung cả phản, rồi nó dẫy nó lăn. Tuy bà vó đã bế sóc nó lên và cao giọng hát ru. Cũng như cháu, người bà phó đã đẫm mồ hôi những giọt nước ấy mặn thêm vì qua lần ra mặt cóc cái chấm cả vào miệng bà không sao chịu được cái nóng hun đốt trong gian nhà lúc rút bà phó đành bế cháu ra ngoài ngõ giời ơi con yêu con quái này tao gọi mày rát cổ bỏng họng mà mày đứng đấy mày còn không thưa à cái thuột phụng phịu đứng nép bên bước vách mặt nó nhem nhuốc thêm vì lớp đất cát khác chạt vào cả ngực nó phơi trần ra. Thuột chớp chớp mắt, yên lặng một lúc nữa mới lau nhào đáp lại. Khốn, nhưng lúc nào cũng cứ đèo đéo bên cạnh, hễ buông xuống lại khóc thì ai người ta chịu được. Sao mẹ nó không ở nhà mà bế nó? Tôi có phải đầy tớ bố mẹ nó đâu. Bà phó lắc đầu và cười nhạt. À thế xa. Ở trong nhà này chỉ bà là con ăn đầy tứ chúng bay thôi. Mày nhớn bằng ấy đấy. Hỏi ai vẫn còn phải hầu mày. Hỏi con mẹ mày nó đi làm biển biệt cả ngày kia. Nó để lại cho bà được một chén gạo. Thì cái cơm nguội buổi trưa vào mồm mày có đủ không? Và cái thằng bố mày, nó nghe chúng nghe bạn vào Sài Gòn, Sài chéo kia. Hỏi nó đã gửi cho bà chục nhớn chục bé gì? mà từ khi mày còn như là cái rẻ vắt vai bà phải giường cứt chiếu đái cho mày cho tới ngày nay mày bắt trước con mẹ mày miếng một miếng hai với bà con thuột đưa mắt gườm gườm nhìn bà nó miệng nó dầu ra khốn nhưng bố tôi bố tôi làm sao bà phó nói át tiếng có phải bố mày cướp công cướp của của bà không cái thằng bố mày chỉ sắp mặt vào vợ để nó chửi lại bà để bố mày chửi bà chưa chán thì lại cả mẹ mày nữa Giời ơi bố tôi làm sao bà phó nói át tiếng có phải thằng bố mày cướp công cướp của của bà không cái thằng bố mày chỉ sắp mặt vào vợ để nó chửi lại bà để bố mày chửi bà chưa chán thì lại cả mẹ mày nữa Giời ơi! Ngay lúc đó, như có thật bố cái thuật xuất hiện trước mắt người mẹ già này. Đó là một gã cao lớn, mặt đầy trứng cá, mi mắt hum húp, ngoác cặp môi dài ra mà quát vào tai bà phó. Bà không được chửi vợ tôi, bà không mất tiền mua gạo đổi nó mà chửi nó. Bên cạnh hình ảnh này, một mụ đàn bà nung núc những thịt là thịt mặt mụ ta phèn phẹt như cái cơi trầu, mắt sách, mày rậm. Trừ những ngày rét chết cò, còn luôn luôn mụ chỉ phong phanh cái áo cộc ngủn. Ai sao? Tôi đây thì chó nó chửi cũng được, nhà cửa tôi ở xa. Những lúc mụ đàn bà này lên tiếng bên cạnh chồng như thế, người mẹ già đành thôi. Bà phải nuốt xuôi những cái nghẹn dồn lên cổ họng, rồi quay đi chỗ khác, bắt tay vào việc một năm, hai năm, ba năm, cho tới khi được con cái thuộc là cháu đầu lòng, người mẹ già không còn thấy sôi nổi lên vì bực tức nữa. Và bà như là không trông thấy gì, nghe thấy gì, trong gian buồng của vợ chồng thằng con trai ở đầu nhà kia. Đã lùi lũi vào nhà với con bé, cái thuộc vẫn lúng búng trong mồm. Tuy thuộc thấy bà nó là phải, bà nó, cái trí nhớ của thuộc tuy mong manh nhưng vẫn không quên được cứ những lần nào bố nó bỏ nhà đi xa và mẹ nó không đi chợ hay đi làm được thì những lúc nó đói không một ai cho nó ăn đấy chỉ có bà nó thổi cơm cho nó ăn mua chịu quả bánh cho nó nữa cái thuột được ăn thật no hàng tuần lễ hàng bao lâu không biết nữa bà phó bế đứa bé vào theo trong nhà sọc thêm lên một ít nồng nực vì hơi mồ hôi người và quần áo nhớp nhúa. Bà phó đặt con bé xuống giường, nhớ nhác trông xem cái quạt nan ở đâu để mà quạt cho cả hai bà cháu. Không người đến điên lên mất vì nóng nực. Cái thuột đưa cái khăn mặt sắp nước vào cho bà nó. Bà lau mặt, cổ ngực cho con bé, rồi mới lau cho mình. Một tay xoa zoom ở lưng con bé một tay bà quạt liên tiếp. Nắng bên ngoài vẫn trói lọi, ánh vàng sáng ngời tràn ngập hết mọi khoảng, trời cao vút, mênh mông xanh. Ở những nhà chung quanh núi rõ những nhịp võng đưa đều đều, những tiếng du uể oải và những tiếng gà chiêm chiếp. Đầu đây tiếng ve sầu kêu gian đã thành một làn thanh âm buồn rượi, không thay đổi dưới nắng thiêu và những làn hơi mờ mờ. Con bé đã gà gà Bà phó cuộn một cái áo cũ gối đầu nó lên Bà càng đều tay xoa quạt Dây lát sau chân tay con bé duỗi mềm ra Sự phẳng lặng nổi hẳn lên trên nét mặt nó Bà phó nhìn đôi mắt hơi sách Khép lim dim Và vành môi cong ngầm hờ hờ Lắc đầu chép miệng Lại đến giống con mẹ mày thôi Mẹ nó, Thật ra con bé này như đúc ở khuôn mặt ấy xa. Cái chán nó cũng dô, lông mày ngắn ngủn, mũi to thây lầy và hoách, môi trên cuộn và hoe lên. Mẹ nó cả ngày cũng biển biệt đi chợ, nhưng khác mẹ cái thuộc là chị ta kiếm được tiền, đùm bọc được bà mẹ đẻ ra mình. Thì ngày được hai miếng cơm chín, bà phó lúc nào cũng dịu dịu con cháu ngoại ấy, và luôn luôn ngồi lặng người đi mà nghe con gái gào hét sau những buổi chợ, mà y mỏi mệt và đã phải chịu nhiều sự uất ức, chỉ chờ về đến nhà là chút ra. Giời ơi, sao thân tôi khổ thế này mà bà không biết thương tôi? Thóc cao gạo kém, bà ngồi nhà hai bữa đã có người lai lưng ra lo cho đến miệng. Bà lại còn lấy của tôi giấm rúi cho cháu rượu của bà tôi với con mẹ nó có phải chị em gì đâu cả thằng chồng nó nữa thằng kia ở nhà nó vẫn nghe con đĩ nọ mà trừ như tát nước vào mặt tôi bà không biết đấy à thôi cơ màu này mẹ con tôi chết đâu thì chết để bà tha hồ mà trông nom cho nhà chúng nó có khi mụ con gái này còn nằm lăn xa đất dãy lên đành đạch nếu người mẹ già nói lại hay là cái thủi cũng gào hét đối đáp vì không chịu kém cạnh và mang tiếng bấu biếu? Đứa bé đã ngủ mệt. Bà phó trao cái quạt cho con thuột Mày ngồi đây với nó, thỉnh thoảng phe phẩy cho nó mấy cái, để tao còn ra đón bà hàng gạo mà đong chịu xăm hào. Cái thuật uể oải treo lên giường. Bà phó bước xuống lầm bầm. Chịu mãi của người ta mặt mình đã dày như cái mặt mo rồi thế mà mình có hỏi đến tiền thì con gái con dâu lại chu chéo lên rằng ăn uống gì mà lại hết nhiều thế Rời đất bà phó cắp cái giá ra ngõ ngồi bên cạnh một hàng quà dọn trên những thúng mệt bầy ngay dưới đất gần đấy có một chõng hàng nước Bà bán hàng đương phe phẩy cái quạt mò đuổi những con ruồi cứ trực xà xuống mâm bánh đúc, bánh cuốn. Qua ánh nắng chói lòa, một dáng người đi lại, bà hàng nước vội cất tiếng. Ông vườn ôi, có đậu rán mới cất đây. Ông già nọ dựng cái cuốc vào bờ tre, sau lưng bà hàng, ngồi xuống cái ghế gỗ thấp, cười. Ừ, thì bảo cháu nó đi mua cho tôi cút rượu về nhắm nào dứt tiếng ông già nheo mắt nhìn sang bên cạnh bà phó đây à bà ngồi đón gì đấy bà phó cười à ông đi làm bên chùa đã về tôi ngồi đón bà hàng gạo đây vừa xem có rau cỏ gì thì mua vài mớ rau muống trẻ cho chúng nó ăn với mắm cái nhà tôi mới muối được hũ mắm ngon quá tí nữa ông về bảo cháu nó mang bát ra lấy một ít mà ăn ông lão gật gật đầu rồi móc tiền ở cái xạ cá trước bụng đưa cho bà hàng bảo cháu bà đi mua rượu rượu về ông rót cả ra chén khề khà uống a à, nào bà phó con vệ nhà bà thế là mất đứt rồi đấy nhỉ ôi sao ông tính bây giờ thì chúng nó ăn đã ra bờ rồi còn gì ông già chép miệng Sao lại có những đứa ác tâm như thế mà rời không vật chết chúng nó đi? Con giống con má của nhà người ta nuôi đương mơn mờn ra mà chúng đang tay vật ra làm thịt. Nó ăn như thế thật bằng ăn con cái nhà nó đấy. Đấy ông xem, mình có chửi rủa thì lại mang tiếng lắm điều ác khẩu. Ông già tấp nhẹ một hớp rượu, xé miếng đậu chấm với tương vừa ăn vừa nói. Con vệ nhà bà khôn quá nhỉ Tôi chưa thấy một con chó nào như nó đấy Người ta cứ bảo chó nhà nghèo thì tham ăn Mà con chó nhà bà thì cơm để đến tận mồm còn ngoảnh đi Tôi vẫn nhớ một hôm bà đồng cạnh nhà tôi gọi nó sang Đổ chỗ cơm trong nồi ra với cái bát chậu Có bao nhiêu xương gà cho cả con vàng nhà bà ấy Thì con vàng sụp ngay mõm vào hốc lấy hốc để Còn con vệ thì hình như biết phận ngồi nép bên cái cột đằng xa, mắt lờ đờ nhìn đi chỗ khác. Bà Đồng phải đánh con vàng một cái, lấy lại một tảng cơm quảng cho con vẹn. Và bà năm lần bảy lượt dục, con vẹn mới ngoạm lấy miếng cơm, lấm lét chạy về nhà. Ông già đứt câu này, nghiền cổ lên nhìn một người khách vừa đến ngồi xuống ghế. Chè tươi nóng múc ra bát, và người khách chọn một miếng trầu, Ông già dứt câu này, nên cổ lên nhìn một người khách vừa đến ngồi xuống ghế. Chè tươi nóng múc ra bát, và người khách chọn một miếng trầu. Y cũng vừa uống nước và nói với bà hàng những chuyện làm ăn của Y và những chuyện mưa nắng ở Bắc Kỳ, Sài Gòn, mà hắn đã đi khắp cả. Nhưng bà phó không nghe thấy gì. Tâm trí bà đã hoàn toàn bâng khuâng và như có những làn gió lạnh thổi vang trong đó sự chua xót lại thắt lấy lòng bà. Con chó mà ông già vừa nhắc đến kia, bà nuôi ngay từ khi nó mới rời vú mẹ. Tới nay được vừa đúng một năm. Nó là giống chó chùa ở ngay sau nhà bà, trông to và dữ lắm. Khi bà võ xin con vẹn về, tất cả con gái con dâu đều nhao nhao phản đối. Nào tốn cơm, nào ỉa bậy, nào hay chạy rông ra ngoài phố, bị phạt thì lấy tiền đâu mà nộp. Nào hóa điên cắn phải người ta thì rũ tù. Nhưng con vẹn cả ngày chỉ quấn quýt bên bà phó. Người đâu chó đấy, những lúc tủi cực, uất ức quá vì sự cửa nhà. Bà phó đã làng ra tít đằng góc sân chùa và phải xua đuổi mà con vẹn vẫn cứ theo bà. Lưỡi thè lè, thọ khừ khừ, mắt cũng lờ đờ nhìn một khoảng không. Bà Phó đã nhiều lần bị con gái sai sứt vì tội cơm nước tốn kém. Bà Thoáng có ý định bán con vẹn đi, thì chỉ một giây sau, bà thấy không thể nào làm như thế được. Rụt gan bà đã đến đứt ra mất nếu con vẹn bỏ bà. Một đêm mưa to gió lớn, sợ trộm, bà Phó đã phải xích con vẹn ngay dưới chân giường bà nằm. Bị phải cái dây xích cũ Và không hiểu tại sao Con vẹn lại sổ ra để đến nỗi mắc bẫy Luôn mấy hôm bà phó đi khắp xóm Làng trên làng dưới Rêu rào xin chuộc nó Chứ không dám chửi bới gì Thôi con chó nhà bà vào nồi rồi Thôi có bị rời đánh thì chịu Chứ những quân kia nó không khai khẩn ra đâu Người ta đã cười và nói với bà phó như thế một xe ngựa bỗng lộc cọc chạy đến. Bà phó vội ngước mắt lên reo nhẹ tiếng. Kìa, bà hàng gạo đã về. Bà vội đứng lên để nhường chỗ cho một người đàn bà áo the quần nái, vòng khuyên vàng. Cùng một người đàn ông quần đùi thâm, áo cụt tay chuyên những giỏ gạo thóc ở trên xe xuống. Nhưng bà chưa dám mua vội, bà phải để cho những người có tiền ngay đong trước cho tới khi bà hàng gạo ngơi tay đong tần mần nhặt những hạt thóc bà phó mới mon men lại mặt cuối bà phó ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng bà phải nằn nì hết lời một lúc lâu sau người bán mới chịu khảo gạo cho bà phó bà cắp giá gạo vào với ba mới sau muốn cầm riêng ra thấy đứa bé vẫn ngủ bà dặn thêm cái thuột mấy câu nữa để no chịu khó trông con bé rồi xuống bếp chia gạo đều cho con gái và con dâu để của đứa nào vào giường đứa ấy rồi bà phó bắt đầu chè sau bóng mái nhà đã ra tới nửa sân trong ánh nắng những ngọn mướp non và hoa vàng đương phơ phất tiếng chim chích chòe rộn ràng vắng bạt đi từ sáng giờ lại nổi lên vang vang trên tròn xoan ở nhà bên cạnh con dao bào trong tay bà phó đưa lên đều đều những ngọn sao. Từng sợi nhỏ tỏa xuống cách chậu sành xâm sắp nước. Bà phó mắt đăm đăm cúi xuống không chớp. Cái yên vắng lâng lâng dưới vòng trời cao xanh bao la của chiều hè đã tràn vào tâm trí bà. Bà tê mê. Những làn gió nhẹ từ ngoài vườn cao thoảng tới mơn man trên gáy bà chợt mấy tiếng chó sủa san lên như qua những lớp sương mù dày đặc một đêm đông nào những tiếng gâu gâu ấy vang trong trí tưởng tượng của bà phó rồi một bộ lông vàng vằn bà xám hai lườn nung núc thịt hai tai to vểnh lên và một cái đuôi ngoe nguẩy lướt qua mắt lờ đờ của bà phó tiếng chó sủa càng vắng lại gần và rõ ràng gần gần trong cảm giác của bà phó và như có tiếng người nói kia con vẹn của bà phó ở đâu đã về kia đánh thót cái người bà phó giật bắn lên bà đứng vùng dậy như nhát trông cái tiếng gọi ú ớ như bị bóp lấy họng ôi vẹn ơi vẹn ơi liền với tiếng gọi những giọt nước mắt ấm từ hai hốc mắt dò ra rơi nặng xuống gò má hóp nhưng đâu nào con vẹn, đâu nào người gọi. Đây kia cách lỗ hồng ở một góc rậu, mọi khi con vẹn vẫn chui ra chui vào. Từ bấy đến nay vẫn chưa xào lại. Và đây kia, dây xích hoen gì lòng thòng dưới chân giường. Ngay đó, trên nhà cái thuột gọi léo nhéo. Bà ơi, bà ơi, cái bé đã dậy rồi, bà vào mà dỗ nó đi. Bà phó tất tưởi chạy vào Không kịp chùi nước mắt Bà vỗ nhẹ nhẹ lên lưng con bé Cầm quạt quạt mạnh Và nựng nịu Thôi cháu bà nín đi Nín đi để bà còn xuống thổi cơm cho bà ăn Cháu Cháu bà ngoan lắm Chờ cho con bé bật hẳn tiếng khóc Bà phó nói nị nó mấy câu nữa Rồi lấy giá gạo của phần mẹ nó Đưa ra cầu rửa theo những bước chập chừng của bà phó hình ảnh con vện lại trơn vờn trước mắt bà bà kéo dài yếm đen thủi chấm những giọt nước mắt còn đọng lại vừa đi vừa xoay lại mẹ gạo độ hơn một bơ trong cái giá con nắng đã héo hẳn đi ánh vàng chỉ còn đọng lại vài gợn nhạt trên mấy chòm cao cao ngất khói thổi nấu ở nhiều mái lá bốc lên từng làn sáng đục tạt dài trước gió. Trong bếp nhà bà phó, mấy thanh đóm cháy lom nhom. Cả cái hình thù còm cõi, quần áo sách dưới của người mẹ già này dần nhòa đi trong bóng mờ của buổi chiều dâng lên với những vang động ồn ào mỗi phút một giây đặc.